Đây là sản phẩm pad nhựa cho tủ giày thông minh xếp gọn. Trên tay mình là sản phẩm dùng cho ngăn chứa 3 tầng. Sản phẩm này được gia công trên vật liệu nhựa ABS. Sản phẩm vật liệu nhựa ABS có những ưu điểm nhất định, đó là độ bền tuổi thọ cao, không lo biến dạng như sản phẩm bằng sắt. Khi đặc biệt đối với các nhà máy gỗ hoặc các xưởng gỗ thì việc sử dụng sản phẩm nhựa ABS sẽ yên tâm hơn, đặc biệt trong quá trình lưu kho không lo rỉ sét, không lo bị móp méo biến dạng. Nhựa ABS tuổi thọ rất là cao, không lo vấn đề rỉ sét. Sản phẩm này là loại 3 tầng được thiết kế bao gồm các ngăn chứa như thế này, 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Nhựa ABS, sản phẩm bằng nhựa ABS vận hành êm ái, không gây ra tiếng ồn như là sản phẩm bằng sắt, không lo móp méo, không lo vấn đề rỉ sét, đặc biệt trong môi trường tủ giày và độ bền cơ học cũng khá là cao, bẻ cong không lo biến dạng. Đối với các nhà máy gỗ, việc lưu kho các sản phẩm bằng sắt sơn sau quá trình dài sẽ dễ bị rỉ sét, biến dạng, rất khó sửa chữa. Và nhựa ABS được rất nhiều nhà máy gỗ sử dụng. Sản phẩm này bao gồm hai pad trái và phải, đi kèm là các chốt nhựa. Trên chốt nhựa này có vị trí lỗ này dùng để bắt bu lông, chú ý là bắt bu lông để cấy con này vào đây. Mm-hmm.